phiếu sách âm thanh 5 nút đã khiến bao em bé mê mẩn, thì nay Đinh Tị Books chính thức nâng cấp cuốn sách âm thanh phiên bản đặc biệt 30 nút do chính người Việt biên soạn, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chắc chắn sẽ rất thu hút các bé, bố mẹ cùng vui. Kêu như thế nào? Cuốn sách gồm 20 trang, khổ A4, dày dặn, bền, đảm bảo các yêu cầu khắt khe về chất lượng giấy, các góc cạnh sách được bo tròn, an toàn cho bé trong quá trình sử dụng. Phiên bản đặc biệt với 30 nút âm thanh to hơn sách âm thanh trước đó đã phát hành, phù hợp cho bé 0 đến 6 tuổi, giúp bé thỏa thích trải nghiệm và không bị ngợp vì quá nhiều nút bấm. Sách chạy bằng pin, sử dụng lâu bền, có thể thay pin dễ dàng. Cuốn sách lấy chủ đề thế giới động vật từ các bạn động vật gần gũi xung quanh mình như bạn cún, bạn mèo đến các bạn động vật dưới những tán cây trong rừng như hổ, sư tử hay trong đêm tối như bạn chim cú mèo, rơi và những bạn động vật ở địa cực bắc lạnh như chim cánh cụt. Cuốn sách là chuyến phiêu lưu của hai bạn nhỏ là Bi và Bông, tạo ra mạch truyện xúc tích gần gũi với đa số các bạn nhỏ, giúp các bạn nhỏ dễ đọc, dễ ghi nhớ nội dung, và nhiều bạn còn có sự liên tưởng gần gũi đến những chuyến đi chơi về thăm quê của chính mình. Cuốn sách có rất nhiều cách đọc khác nhau, có thể đọc, có thể đố vui, có thể kéo bạn bè gia đình ngồi lại cùng tương tác. Chính sự kết hợp của rất nhiều giác quan và trạng thái cảm xúc khi sử dụng, kích thích phát triển thính giác và thị giác là mối liên kết quan trọng giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, còn tăng tương tác và gắn kết tình cảm gia đình đủ sức hút để kéo bé rời khỏi màn hình điện thoại. Chú kêu kêu như nào? Sách âm thanh đặc biệt phiên bản 30 nút chủ đề thế giới động vật đã phát hành và có mặt tại rất nhiều hệ thống nhà sách lớn trên toàn quốc. Ba mẹ cũng có thể đặt mua online qua Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên kênh website dinhtibooks.com.vn.